Tôi đang trên đường chạy lên tôi đóng quả thứ hai về quả nhất nó vô tôi. Bây giờ gắt lại 10 điểm ra. Bây giờ gắt lại. Nào. Nào. Gắt 10 mấy điểm.
Đó là tay, tay cái lá nó dài. Chân nó giữ thôi nè, bên đây mình chạy lên nó dễ hơn. Nếu còn lui á là em không tư thế lui được, lui mà dễ bị dắt té. Có tư thế bằng nào bằng nào. Ôi, chạy chạy lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây nè. Nó đâu có chạy
lên đó. 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 Đ
giúp bà đó. Mở luôn nha. Ngoài 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 ngoài
Hey.
Sao em không quay hát ngoài đâu? Hả? Đây nè. Hai đều, vậy. Mới vô bên này ăn trước. Chưa?
còn hai nồi. Bây giờ mới ăn cái con giáp các bạn. Nó đều giáp lại. Bậy quá. Có mà cứ nhớ bạn bậy ba không hả? Ở đây vậy cũng giáp luôn hả? Như vậy. Hai đều. Không sao anh cũng chặt lại. Giờ đưa nhẹ vậy. Cũng đâu à. Từ đã các bạn quen hả mình mới giúp được. Ba đều. Ơi. Trời ơi nghe gì. Này. Trời ơi. Kỳ anh hát pin được chưa? Tại hay quá trời ngon á. Đây là lửa nè. Biết rồi. Qua bên rồi vô. Cái chắc ừ. Chết rồi. Ở bên kia là thời gian là nó phải giờ em lên tay nó phải đó. Đúng không anh? Đến bên sao? Đến bên này rồi nó thời gian là thành đó. Sao em còn tăng thêm một chút lực nữa. Còn này em giao hết cỡ ra.
Trời ơi, dâu hết thở ra mà. Mấy lần trước nãy dâu hơn nửa cân rồi mà. Ngoài ngoài ngoài. Cái này cho anh phải đặt số bên đó trước. Đây. Tập trung đi thôi, coi chừng nó lên chỗ này nha. Tóc thì sao lắm nha. Phải lên chứ, hỏi lên chứ. Trời bỏ hả? Lên. Lên 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 lên. Luôn sao ngập bây giờ giao mà có vậy mạnh đi điểm cắt đi đây nè. Mạnh lên. Trời ơi, chết. Có cầm cơ lại không? Rồi vô, không kéo.